Thưa quý vị và các bạn, làm theo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trải qua các thời kỳ lịch sử, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được phát triển rộng rãi, đi vào chiều sâu. Huyện Đồng Văn cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Nhất là trong giai đoạn 2010-2015, nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được hội đồng thi đua các cấp biểu dương và khen thưởng. Phong trào thi đua yêu nước chính là chất xúc tác tạo ra sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước sẽ có tác dụng khích lệ, động viên mọi người nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nhận thức rõ được ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Đồng Văn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Trong đó có việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng cấp huyện, tổ chức phát động 5 chương trình thi đua thường xuyên, 12 chương trình phát động các phong trào thi đua chuyên đề như thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dân vận khéo, trồng cây vụ đông, thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2014. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Từ các phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015, nhiều tập thể cá nhân đã trưởng thành rõ rệt, giải quyết được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các phong trào thi đua gắn liền với việc tập trung chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế trong từng sản phẩm làm ra. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được đông đảo nhân dân hưởng ứng với nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, như mô hình nuôi bò vỗ béo ở Dùng Là, mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. 5 năm qua, đã có 12 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp trung ương, gần 200 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và gần 700 hộ nông dân giỏi cấp huyện. Thì trong thời gian vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đồng Văn cũng đã tổ chức triển khai thực hiện được 31 mô hình sản xuất nông nghiệp. Trong đó thì có 21 mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ hiệu quả của các mô hình trên, thì phòng đã tham mưu nhân rộng trên địa bàn huyện, làm thay đổi một phần nhận thức của người dân từ sản xuất quảng canh sang sản xuất thâm canh có đầu tư, góp phần tăng thu nhập cho nhân dân. Điển hình như hộ bà Lý Thị Sủi, thị trấn Phố Bảng, trồng 2,5 hectare hoa hồng cho thu nhập trên 90 triệu đồng một năm. Ông Giàng Bí Vàng, xã Sảng Tùng, trồng 1 hectare rau trái vụ, thu nhập trên 70 triệu đồng một năm. Ông Trần Minh Chi, thị trấn Đồng Văn, với mô hình trồng lê Đài Loan kiểu mẫu, mỗi năm thu hoạch khoảng 70 triệu đồng và nhiều năm liền, ông được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Thì qua mấy cái năm mà tôi trồng ấy, thì nó về cái năng suất ấy, thì 1 ha, nếu mà chăm sóc tốt ấy, thì nó có thể thu nhập được khoảng độ 6-70 triệu. Nếu mà mình mà năng suất đầu mùa 2-3 năm mà khí hậu cho phép thì có thể thu được 7-80 triệu. Trong những năm qua, phong trào thi đua, cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện hưởng ứng mạnh mẽ. Với phương châm, việc dễ làm trước, việc khó làm sau. Đến nay, 4 xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện là Xà Phìn, Lũng Cú, Sủng Là, Phố Cáo đã hoàn thành được 9 trên 19 tiêu chí. Riêng xã Sủng Là đạt 13 trên 19 tiêu chí. Giai đoạn 2010-2015 thì xã Sủng Là cũng được tỉnh huyện chọn làm xã điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay đã xây dựng được cả 2 hồ treo, 4 công trình, 5 công trình cấp điện và 16,8 km đường bê tông nông thôn, hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn trong năm 2014. Nằm ở trung tâm công viên địa chất toàn cầu, trong 5 năm qua đã có trên 445.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến với cao nguyên đá Đồng Văn. Và Đồng Văn được định hướng phát triển trở thành trung tâm du lịch của cả tỉnh Hà Giang. Chính vì thế, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch đã và đang được huyện đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển. Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực du lịch chuyên nghiệp, nhưng các đơn vị tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch huyện Đồng Văn đã rất cố gắng trong việc gìn giữ, phát huy, quảng bá vẻ đẹp của thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc đến với du khách thập phương. 8 tập thể và 12 cá nhân điển hình trong lĩnh vực dịch vụ du lịch đã được biểu dương, khen thưởng. Ngành giáo dục và đào tạo là đơn vị đi đầu trong việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
với nhiều phong trào đặc thù được phát động sâu rộng trong toàn ngành như cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, giỏi việc trường, đảm việc nhà, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong 5 năm qua, huyện đã thành lập được 16 trường phổ thông dân tộc bán trú trên cơ sở các trường phổ thông. Có 9 đơn vị trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Năm 2015, huyện Đồng Văn được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Từ những phong trào thi đua trên đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc. Trong đó các trường như Tiểu học Đồng Văn A, Trường phổ thông dân tộc nội trú Đồng Văn đã vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua. Các cá nhân điển hình tiên tiến như cô giáo Lưu Thị Liên, Trường Tiểu học Đồng Văn A, cô giáo Hoàng Thị Thanh Bình, Trường Tiểu học Phố Cáo. Thì ngành cũng đã cụ thể hóa bằng cái kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học hàng năm trên cơ sở là phải gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành như là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rồi vận động 20 với 4 nội dung, rồi phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, rồi phong trào mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được phát triển sâu rộng đến thôn bản, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, toàn huyện có 60 đội văn nghệ quần chúng, một nhà văn hóa thiếu nhi. Đoàn nghệ thuật Hoa Lê Trắng của huyện luôn giành được giải cao tại các cuộc liên hoan nghệ thuật của tỉnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, toàn huyện có 24,9% số thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí văn hóa, 45% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Công tác xóa đói giảm nghèo đã được đẩy mạnh bằng nhiều đợt phát động thi đua, đặc biệt là phong trào xóa nhà tạm. 5 năm qua, toàn huyện đã xóa được gần 5.000 nhà tạm. Nhiều tổ chức cá nhân đã tham gia đóng góp với số tiền lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm, hỗ trợ làm nhà ở và tạo việc làm cho người nghèo. Phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực y tế, quốc phòng an ninh cũng được phát động mạnh mẽ, tạo nên động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tổng kết 5 năm, huyện Đồng Văn có một tập thể, một cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Ngoài ra còn có 7 bằng khen và một cờ thi đua của Chính phủ, 24 cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 162 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 53 danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 5 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 3.275 giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, 6.387 danh hiệu thi đua khác. Phấn khởi, tự hào với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm quý báu, huyện Đồng Văn đang hướng tới xây dựng công tác thi đua khen thưởng, mẫu mực, công tâm, nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, tránh hình thức, phô trương thành tích, đem lại tác dụng thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Có thể nói là trong 5 năm qua thì phong trào thi đua yêu nước của huyện Đồng Văn được triển khai rất là mạnh mẽ, và thông qua phong trào thi đua yêu nước thì cũng đã phát hiện ra rất là nhiều nhân tố trong tất cả các lĩnh vực, trong sản xuất nông lâm nghiệp, rồi văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Và phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua thì cũng đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ cũng như là bà con nhân dân, đặc biệt là thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rồi 8 lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn khi người lên thăm Hà Giang, thì đã tạo cho cái phong trào thi đua yêu nước đã hoạt động đi vào thiết thực và có hiệu quả. Qua phong trào thi đua yêu nước này thì cũng đã phát hiện ra nhiều nhân tố mới để nhân rộng điển hình và làm nòng cốt cho phong trào thi đua suốt trong thời gian qua và những năm tiếp theo của huyện Đồng Văn. Đại hội thi đua yêu nước huyện Đồng Văn lần thứ 4 diễn ra ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Văn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan trọng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ tới.